Vì vậy mà quan chung quy lại là khổ đau chính là cái sự bất như ý trong đời sống mà tùy theo cái cảm xúc của mỗi một người đối diện với nó đưa ra cái từ trong cái tâm thức của mình đưa ra cái nhận định như thế nào là đau, thế nào là khổ là của mỗi người một khác. Cái từ cho những cái khổ đau khi mà mình đã trải qua cái khổ đau như vậy đó, thì từ những cái khổ đau đấy thì nó sẽ luôn có cái giá trị của khổ đau chính là giá trị của khổ đau chính là khi mà ta đã nhìn nhận được cái khổ đau của mình như vậy, trải qua những cái khổ đau của mình như thế đó, thì mình mà sẽ có một cái động lực trong cái con đường của mình là mình đã vượt qua cái khó khăn, cái khổ đau như vậy rồi, thì đó, khi mà gặp những cái hoàn cảnh, những cái biến động trong cuộc sống thì cái mình sẽ có một cái tâm thế đó bình an hơn, nó ổn định hơn, nó bất động hơn trước cái biến cố của cuộc đời. Đó chính là cái giá trị của khổ đau, là khi mà trải qua những cái biến khi mà trải qua những cái biến cố, những cái khổ đau trong cuộc sống rồi, thì trong con người ta sẽ có những cái nghị lực để vượt qua những cái khổ đau đấy một cách tốt hơn, không bị ngoại cảnh nó tác động động nhiều đến, nó sẽ được an nhiên tự tại hơn. Nhưng mà để được để cho mình có thể để cho mình có thể có được cái giá trị của khổ đau, có nghĩa là có được cái sự an nhiên bất động trước cái biến cố của cuộc đời, thì ta phải cần rèn luyện cái khổ đau, rèn luyện cái nghị lực của mình, rèn luyện cái nghị lực của mình, đó chính là những cái mà đối mặt với rèn luyện cái suy nghĩ, cách sống để làm sao có thể đối những cái sống cái sức chịu đựng của mình để có thể đối mặt với những cái khổ đau đó. Thì như vậy thì nó sẽ rèn luyện được trong mình cái sức chịu đựng được lớn mạnh hơn. Khi mà rèn luyện cái sức chịu đựng, cái sự chịu đựng và cái sức chịu đựng, cái cách nghĩ, cách sống trong khi mà đối mặt với khổ đau ấy, thì cái trái tim của ta cũng sẽ được mở rộng bao dung hơn trước mọi vấn đề. Và trong thực tế hiện nay ấy, thì cái khổ đau, quan niệm khổ đau của mọi người đa phần là nó dựa trên cái quan niệm khổ đau về cái sự hưởng thụ vật chất, cái hưởng thụ vật chất do cái nhu cầu, cái mong muốn, cái kỳ vọng, cái tham vọng của con người, mà cái khổ đau của con người nó càng rõ nét thể hiện là cái sự hưởng thụ tham vọng về vật chất. Vì vậy mà trong đời sống hiện nay thì thấy rằng là cái sự khổ đau của con người biểu hiện nó càng nhiều, bởi vì là trong cái lời tham về những cái lời tham, cái suy nghĩ. Và khi mà đã trải qua những cái khổ đau đấy rồi thì ta cần phải biết ơn khổ đau, bởi vì là từ những cái khổ đau đấy thì ta sẽ giúp ta ý thức được là hạnh phúc là gì, giúp cho cái khả năng chịu đựng trong ta lớn mạnh để ta có thể phát tiết được hết cái bản năng sinh tồn tiềm ẩn của mình. Và chung quy lại thì khổ đau chính là cái trong cái tâm thức của ta nhìn nhận cái vấn đề tâm ta như thế nào thì sẽ cảm nhận được khổ đau như thế đấy. Thì khổ đau chính là vốn từ tâm sinh ra và cũng từ tâm trượt đi. Em xin hết ạ. Em đấy là về khổ đau thì Vâng, đấy là về khổ đau. Còn về hạnh phúc. hạnh phúc thì thật ra hạnh phúc thì luôn là cái niềm khao khát lớn nhất của con người, tùy vào cái sự hiểu biết của mỗi người qua từng thời đại xã hội. Vì hạnh phúc được quan niệm thì một cách khác nhau. Nhưng mà tuy là ai cũng mong muốn có được hạnh phúc, thế nhưng mà khi mà hỏi về thực sự hạnh phúc đích thực là gì thì không hẳn ai cũng có thể trả lời ngay được, mà rất là mông lung, rất là mơ hồ. Và thật ra thì hạnh phúc cũng chính là những cái điều mà trong cái cảm xúc, trong cái tâm của mình mà thôi, trong cái sự phản ứng của tâm ta. Hạnh phúc cũng từ tâm sinh ra và cũng từ tâm mà mất đi. Bởi vì ta ta luôn là nghĩ ra cái bên ngoài, nghĩ ra những cái mong muốn để hưởng thụ về vật chất và những cái điều kiện bên ngoài đáp ứng được cho ta thì ta mới cảm thấy hạnh phúc. Nhưng thật ra thì hạnh phúc chính là ở trong cái cảm xúc,
trong cái tâm của con người mình. Hãy nhìn nhận lại là trong cái cuộc sống này thì ta đã có rất là nhiều thứ để có được hạnh phúc, như là có một cơ thể khỏe mạnh, có cơ thể khỏe mạnh, có một cơ thể đầy đủ toàn diện để ta có thể cảm nhận được cái cuộc sống này, đấy chính là đã là hạnh phúc rồi. Vì thế mà vì thế mà hạnh phúc thì chỉ là cái sự hạnh phúc là cái là cái cảm xúc mà thỏa mãn cho mình được cái sự hưởng thụ ở trong con người mình. Và sự hạnh phúc là cái sự thỏa mãn cái ý chí, cái mong muốn của mình, khi mà đạt được thì mình sẽ cảm thấy đó là hạnh phúc. Nhưng mà nhìn sâu 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 xa sâu xa nhất thì hạnh phúc chính là trong cái con người của mình, trong cái cảm xúc ở trong con người của mình. Và hạnh phúc chân thật đạt được khi mà ta biết nhìn nhận lại, ta biết quay vào bên trong của mình, nhìn nhận lại chính cái con người của mình và cảm nhận được cái thực tế, cái hiện tại mình đang sống ở đây, đang có được đầy đủ những cái tiện nghi vật chất mà bình dị nhất, đơn giản nhất chính là cái cơ thể này, cái hơi thở này, để ta có thể quay về bên trong và cảm nhận hạnh phúc chính là ở đây, ở trong tâm của ta. Thế mà cái câu chốt cuối cùng là có thể nói tâm ta như thế nào thì ta sẽ cảm nhận hạnh phúc như thế ấy, bởi hạnh phúc vốn có sẵn trong tâm ta ở đây và ngay bây giờ. Em xin Nếu ơi, nếu 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 chia sẻ cái góc nhìn của em. Chưa mở mic nhiều ơi. Mọi người nghe thấy em nói rõ không ạ? Alo. Có rồi. Em muốn chia sẻ về chủ đề khổ đau. Dù có tài năng đến đâu, chuẩn bị kỹ lưỡng đến mức nào thì có những điều bất như ý xảy ra không theo lẽ tự nhiên. Nỗi khổ chỉ là do bất như ý mà thôi. Đây là do tâm tham của ta đang vận hành. Ta phải nhận ra con quỷ trong ta để nhận diện và tránh xa nó. Giá trị của khổ đau giúp ta ý thức được hạnh phúc, giúp ta có thêm nghị lực để phát triển hết khả năng của mình. Vậy nên ta phải rèn luyện trí tuệ để có thể tâm vững vàng, có thể nhìn nhận được khổ đau và thấy được giá trị của nó, để ta có thêm nghị lực phát triển. Còn hạnh phúc không đến từ trên trời rơi xuống, không có cái thiên đường nào chỉ toàn hạnh phúc, bởi ý niệm hạnh phúc chỉ cảm nhận được khi ta cảm nhận được khổ đau, thỏa mãn hạnh phúc. Tâm tham đang vận hành, thích hưởng thụ, không biết dừng lại, cảm xúc nghiện ngập không bao giờ là đủ. Khi ta có cửa cao nhà rộng thì ta lại mong muốn những cái cao sang hơn, đầy đủ hơn. Ta cần có trí tuệ để nhìn nhận lại sự chân thực. Không có quá nhiều tiện nghi, chỉ cần sống bình an, vui vẻ đã là hạnh phúc rồi. Sống tỉnh thức để nhận ra bản chất chân thực của mình đang làm gì, sống với thái độ nào, tập buông bỏ những tham cầu chống đối không cần thiết, để sống đồng điệu với mọi người, đồng điệu với vạn vật, để nhận biết được giá trị hiện tại của mình, đang có những tiện nghi đầy đủ, đang có sức khỏe. Em xin hết. Đúc kết ngắn gọn này. Em mời mọi người chia sẻ thêm. Nếu em chủ động mời mời người sau đi. Em mời chị Hằng ạ.
cho bài toán. Thật ra là ý thì mọi người cũng những cái ý ở trong sách á, thì mọi người cũng đã phân tích hết rồi, thì em có cái ngắn gọn của em. Thì mọi người nghĩ là những cái gì đến với mình nó là khổ đau vì khi mình chưa có trí tuệ để nhận ra nó. Nhưng thực ra cái khổ đau nó là bất như ý ấy. Nó chỉ là cái quả nếu mình có hiểu biết đúng, tăng cái cột trí tuệ, có hiểu biết đúng thì mình sẽ hiểu là khổ đau nó là bất như ý. Thì cái bất như ý nó chỉ là cái quả. Và để thay đổi cái quả đấy thì mình phải sửa nhân, để có những cái thói quen tốt, và để nhận diện cái khổ đau ấy thì mình cần phải quan sát tâm để chuyển hóa cái ý thức. Thì những cái gì nó đến rồi nó sẽ đi. Vì sao em lại nói là mình cần phải thực hành quan sát tâm ấy ở đây ạ? Bởi vì như là những cái mà bất như ý đến với mình ấy, thì đôi khi mình sẽ có những cái tâm phản ứng, tâm tạo tác. Thì vậy làm thế nào để mình nhận diện và mình, tức là mình quản trị được cái tâm của mình ấy, thì cần phải thực hành quan sát tâm. Và cái phần hạnh phúc ấy, thì em thấy rằng nó là em rất là tâm đắc cái câu nói ấy, ngày mai mới hạnh phúc. Bởi vì con người chúng ta hay nghĩ chúng vì là để thỏa mãn cái tâm mong cầu, cái tâm mong muốn của mình, cho nên là mình luôn kỳ vọng là mình phải có cái này, mình phải có cái kia, ngày mai mình có cái này, ngày mai mình có cái kia thì mình mới hạnh phúc được. Mà mình không nghĩ rằng là ngay từ cái giây phút hiện tại là mình đã là hạnh phúc rồi. Bởi vì là vì thực ra là mình cũng không biết là ngày mai mình có sống ở trên cuộc đời này hay không. Thì khi mình biết được điều đấy thì mình sẽ ngay từ trong phút hiện tại này là mình sống trong cái từng khoảnh khắc hiện tại, sống trong chánh niệm, thì mình sẽ cảm nhận được hạnh phúc. Còn cái thứ hai em cái câu cái ý nữa em rất tâm đắc, đó là nếu không có khổ đau biết đâu là hạnh phúc, nhờ mộng mị hôm nào ta tìm về tỉnh thức. Bởi vì sao á? Bởi vì là nếu mà không có những cái bất như ý xảy ra thì mình sẽ không biết trân quý những gì mình đang có. Em ví dụ như trường hợp đó là ví dụ chẳng hạn như là việc mất người thân, như là em không còn bố hay không còn mẹ, thì nếu thực sự là không có những cái khoảnh khắc đấy thì em không nhận ra rằng là cái giây phút là mình có mặt ở trên hiện tại này, vẫn còn được làm việc, vẫn được khỏe mạnh để cống hiến, để học tập, để cùng nói chuyện với mọi người như thế này, đó là một là hạnh phúc rồi. Bởi vì là cái thứ hai là bởi vì nếu mà khi em chưa có cái nhận thức đó là cái vòng luân hồi ấy, con người sinh ai cũng sinh ra và cũng diệt đi, thì em sẽ rất đau khổ là tại sao mà người khác, những cái lúc mà anh chị ở cơ quan nói về bố mẹ thì ngay trong cái khoảnh khắc đấy thì em rất là buồn. Nhưng mà khi em hiểu được đó là con người ai sinh ra thì cũng chết đi, thì khi em có cái hiểu biết đó thì em không còn buồn nữa, và không còn cảm thấy mình ở tủ thân nữa. Thì em nghĩ rằng cái điều đó thì sớm muộn thì nó cũng sẽ xảy ra thôi, và mình chấp nhận được điều đó. Vậy là khi một cái việc nữa đó là khi mình chấp nhận cái hiện tại thì mình sẽ không còn, thì cái bất như ý đó sẽ không làm mình khổ đau nữa, và mình đã thấy đó là mình chấp nhận được hiện tại là mình đã thấy là hạnh phúc rồi. Khi đó cái khổ đau nó không còn nữa thì mình đã thấy hạnh phúc rồi.
Và cái vấn đề khổ đau và hạnh phúc ấy, thì em thấy nó là ở cái bản ngã. Nếu mà cái tôi mình càng nhỏ đi thì khổ đau càng giảm mà hạnh phúc sẽ càng tăng. Mà nếu cái bản ngã của mình càng tăng thì hạnh phúc của mình sẽ càng giảm, và cái bất như ý, cái khổ đau mình sẽ càng tăng. Vậy làm sao để cái mình biết được bản ngã của mình, thì đó cũng chính là mình chấp nhận hiện tại, sống chánh niệm ở trong hiện tại, không có ảo vọng tương lai và cũng không có hoài tưởng quá khứ quá nhiều. Tức là hoài tưởng ở đây ấy, là hoài tưởng cả những cái khổ đau và hoài tưởng cả những cái tích cực quá nhiều ở trong quá khứ. Thì em nghĩ thì khi đó mình hiện hữu trong cái từng giây phút hiện tại thì mình sẽ đã là có hạnh phúc rồi, mình sẽ an vui với chính mình. Chính là cái hạnh phúc chân thật ấy. Mình an vui với chính mình, không, tức là cái tâm mong cầu ấy, của mình giảm đi, cái bản ngã của mình mà giảm đi, thì em nghĩ là an vui trong giây phút hiện tại thì là mình sẽ có cái hạnh phúc chân thật của chính mình. Mà em chỉ có cái chia sẻ như vậy ạ. Cảm ơn cả nhà. Và nếu mà cái lúc cái áp dụng vào thực tế của em, cái key chốt của em cũng chỉ là mình sống hiện hữu trong cái từng giây phút hiện tại thôi. Bởi vì là em cũng chia sẻ thêm mà khi lúc cái khủng hoảng của em xảy ra thì khi em xem những cái video của các bạn bị tật nguyền á, những cái người khốn khổ nhất ấy, thì em thấy rằng mình là quá là may mắn rồi. Tại sao là mình nghĩ rằng là cái bất như ý, cái đau khổ đấy đến với mình ấy, mà mình đã lại cái đau khổ vật vã rồi, mình còn hạnh phúc hơn rất nhiều người khác, mình còn có những cái điều kiện tốt hơn những cái người khác, thì ngay trong cái khoảng khắc đó thì em thấy là mình như vậy là đã là quá may mắn, quá hạnh phúc, không cần phải là có cái này có cái kia. Bởi vì trong cái giai đoạn 2019 cái điều kiện không có, em cũng nói chung là mình cứ lao ra mình học xong mình kiếm làm thêm các kiểu ấy, nhưng mà thật sự là mình như thế là mình em cảm thấy em cũng có hạnh phúc. Vì khi quay lại thì để hiểu chính mình ấy, thì em thấy bản thân mình đã thấy hạnh phúc rồi. Cái khổ đau ấy nó chỉ là cái bất như ý để cái gọi là cái điều kiện để mình tăng nghị lực luôn thôi. Em xin hết. Bởi vì thực ra là em không phân tích vào sách nhiều vì sách mọi người đã phân tích rồi. Em chỉ khái quát những cái ý của em thôi ạ. Là mình cảm thấy mình dựa vào sách đâm ra là kiểu như là cái hồn nói là mình này, nó không có đúng, nó cứ tưởng sao ấy, nó không cảm thấy nó không giống, nó làm sao vậy đấy, Thì mình không có được thể chuẩn xác. dựa vào sách không, mình liên tưởng ra đến đời cuộc sống đời thực của mình. Anh chị có bị đau khổ ở điểm nào hay không? Như em thì em bị cái là tham tham quá nhiều nên gây khổ. À, mình có một công việc rồi, thấy bạn bè nó có công việc tốt hơn thì mình khổ. Mình mua được cái xe, bạn nó mua cái xe tốt, xe to hơn thì mình khổ. Mình có cái nhà bé bé, thằng bạn nó xây được cái nhà to hơn nên mình cảm thấy khổ. Em bị dính vào cái tâm tham và tâm tâm tự tự cao tự ái là nhiều, thành ra là mình khổ. Em biết nguyên nhân của mình ấy, nhưng mà vẫn chưa khắc phục được những cái tâm tham, tâm đố kỵ. Em bị dính ấy, dính nhiều. Mình có nhìn thấy bạn bè mình, nhìn thấy
xung quanh mình nhiều người người ta thành công thì mình bị đố kỵ, đấy là em bị cái tâm đấy. À, đấy em xin chia sẻ cái tóm tắt của mình thì là cái về cái khổ đau ấy, thì theo em được em tóm tắt lại thì nó có nguyên nhân là nó thuộc về ba độc là tham và sân và si. Si ở đây là thiếu sự hiểu biết, tại vì giàu cũng khổ mà nghèo cũng khổ, thiếu cái tâm sân là tâm đố kỵ đầy, không không chấp nhận mình, và do cái tâm tham tham quá lớn có A và đòi lại B. Đây là em này, em là bị cái này. Đây là khổ đau, nó do bất bất như ý. Thì cái giá trị của khổ đau là nhờ có khổ đau thì mới biết hạnh phúc. Và cái khổ đau đặc biệt là em bị khổ nhiều, thành ra là mình được rèn được cái tâm với cả cái nghị lực nó tốt hơn là do khổ của mình, khổ đấy do quá trình của mình lao động sớm, mình bươn chải ngoài sau vất vả thì mình tăng được cái khổ này. Thì cái giải pháp để bớt khổ là như trong sách đã trình bày là tăng sức chịu đựng lớn, mình tập đối mặt nghịch cảnh, thì là tăng cồn nghị lực, tăng sự trí tuệ để hiểu biết đúng đắn hơn, thu gọn những cái mong cầu của mình là thuộc về cột trí tuệ. Và cột đạo đức thì nó gồm hạ cái tôi, cái bản ngã tự ái này, tự ái em thuộc về đến người có tự ái cao, nhưng mà động đến mình cái gì thì nó không thèm luôn đấy, trước đây em nhưng giờ thì cũng giảm bớt được rồi, và giờ đang tập về quan tâm quan sát tâm nhiều hơn để mình giảm bớt những cái đấy. Còn về hạnh phúc, về tiên hạnh phúc thì hạnh phúc em trong sách và định nghĩa là của nó là thỏa mãn về cảm xúc, dễ chịu khi đạt được mong muốn, nhưng mà nó có một cái độc tố là cảm xúc thì thường dễ biến đổi, có A thì lại muốn có B, nó không bền vững. Hạnh phúc đời thường là thỏa mãn ý chí, hoặc là vượt khó này, là tự hào này, cũng kiểu như là bố mẹ phấn đấu rất vất vả đấy, nhưng mà lo lắng cho con được đầy đủ cho con cái thì mình cũng cảm thấy hạnh phúc. Nhưng mà nhìn sâu xa thì nó vẫn là phục vụ cái tôi, phục vụ cái bản ngã của mình. Tuy nhiên thì nó bền vững hơn khi hạnh phúc được thỏa mãn cảm xúc. Hạnh phúc chân thật là gì? Là hạnh phúc ở bên trong trong chính mình chứ không phải là bên ngoài. Chúng ta vẫn mải mê đi tìm kiếm ở bên ngoài. Hạnh phúc là sống đúng với thực tại. Mình bằng lòng với sức khỏe, có công việc, có gia đình. Hạnh phúc là khi biết cảm nhận khổ đau. Nếu mà không biết khổ đau thì chắc nó cũng không cảm nhận được hạnh phúc là như thế nào. Hạnh phúc là giảm được cái tôi này, giảm được cái bản ngã, hạ bớt tâm tham, tâm chống đối. Và cái giải pháp để có cuộc sống hạnh phúc hơn là gì? Là có trí tuệ, có hiểu biết đúng đắn về bản chất của sự việc, có nghị lực là vươn lên vượt khó, có đạo đức là biết hài lòng và chấp nhận với hoàn cảnh của chính mình hơn, từ đó thì mình vươn lên, mình không bị đố kỵ, bị tham lam. Em đang phải rèn cột đạo đức này nhiều. Vâng. Em xin hết, em mời mời anh Toán cho cái góc nhìn, em cũng muốn rất muốn nhìn cái góc nhìn của anh Toán. Đờ quá không hiểu sáng nay mệt mỏi. Nguyên cái cảm giác đờ đờ mệt mỏi này cũng thấy khó chịu rồi, cũng thấy khổ. Là mình cũng nghe cái cuốn sách này lâu lâu rồi nhưng nó cũng không được nhớ sâu lắm, hôm qua cũng đọc lại ít. Thì mọi người phân tích cái khổ đau hạnh phúc thì cơ bản thì mình thấy cái việc mà mình hiểu hiểu sơ sơ về việc mà phân tích cho kiểu khổ đau hạnh phúc thì nó cũng dễ, thế nhưng mà mình cứ liên hệ vào cuộc sống của mình thì mình thấy là nó tương đối là khó.
vì có thể trí tuệ mình cũng phần nào đấy mình hiểu được nó là một cái quy luật, thế nhưng mà cái khó là cái mà mình làm nào để mình chấp nhận nó. Cái khó là mình không muốn chấp nhận, nhiều khi nó là một cái thực tại, một cái thực tế rồi, nhưng mà mình cũng không muốn muốn chấp nhận, vẫn cảm thấy tức cảm thấy là nó có cái gì đấy nó bức xúc, rõ ràng biết là không cứu vãn được rồi, không giải quyết được việc gì rồi, biết là lúc mà mình phản ứng nó như thế là nó không hợp lý, nó không thái quá, nó làm cho mình chỉ phải bụi thêm. Nhưng mà cái vấn đề là mình luyện làm sao để có được cái nghị lực hay là cái can đảm để mình chấp nhận nó một cách nó thoải mái được, để mình có cái cảm giác bình an được, thì đấy là mình thấy là cái khó. Chứ còn cái hạnh phúc thì thực tế thì mình cũng thấy là mình con người mình đã rơi ở cái vòng luẩn quẩn, không biết đâu là hạnh phúc đâu. Thì lúc thì cảm giác nó cảm thấy nó thoải mái, bình an thì mình cho đấy nó là hạnh phúc, nhưng mà lúc khác thì một vài thứ khác nó xảy đến thì mình thấy nó không thoải mái, nó không hạnh phúc lắm. Về cơ bản bản chất thì mình thấy cái việc bên trường Thích Nhất Hạnh nói là hạnh phúc là hành trình, là được đi, thì mình thấy một cái câu nói là làm sao để mình tìm kiếm được cái hạnh phúc ở trên hành trình cuộc sống của mình, là sao để mình sống mỗi ngày nó có được cái sự bình an, thì đấy là hạnh phúc. Thế còn nó không phải là cuối con đường, ý là không phải là mình đánh đổi cái gì đấy để ngày mai mình hạnh phúc, mà mình sẽ phải làm cách nào đấy để hạnh phúc mỗi ngày, mỗi việc mình làm, mỗi cái gì đấy mình gặp ở trên cuộc sống này, thì cơ bản mình thấy nó gần gũi cuộc sống, thì mình thấy những cái việc nó xảy ra nó gần trong cuộc sống của mình, thì cơ bản nó cũng hơi mơ màng, nó định nghĩa được làm sao để thực sự nó là một cái gì đấy mà nó nắm sờ được, nó gọn gàng, thì mình cũng không đúc kết nổi đâu, mình chỉ biết là cơ bản là sao chiếu là do cái cảm xúc của mình, sao để mình hiểu là một chuyện rồi, sao để mình chấp nhận nó, đón nhận nó một cách mình nói là phải đón nhận nó, chứ phải chấp nhận khi nó tức, phải chấp nhận nó bị chấp nhận, sao mình có một cái tâm thế là mình đón nhận cái thứ nó đến với mình một cách thoải mái được, thì đấy mới là cái việc khó. Và với cả nhà hôm nay mình cũng không có cái đúc kết gì được trong cái cuốn sách ở đâu. Mời giữ sao giờ. Vâng. Em tối qua mới bắt đầu xem qua, sáng nay trong lúc chờ đợi thì bắt có cho thời gian 5-10 phút thì em mới xem được phần qua thôi. Em thấy là như này, Hà và Liễu đã tóm gọn được một số những ý mà mình tâm đắc. Đấy gọi là tóm những ý tâm đắc. Còn Hằng thì đã liên hệ và đã chuyển hóa, đã ngấm vào người và đã chuyển hóa là thực sự. Còn Bác thì đã đi vào và đúc kết được một số ý chính. Còn anh thì là một cái sự trải nghiệm và ý kiến cá nhân riêng. Đấy, mỗi người có một cái hay như thế. Thì thực ra là nếu mà đọc sách mà đi được cả một cái quá trình như mọi người đang đi ấy, thì đã rất tuyệt vời. Từ việc là tâm đắc cái gì, như là Hà và Liễu là tâm đắc cái gì thì viết ra này. Đấy, xong rồi đến Bác là đúc kết lại một vài ý chính theo sách. Thì để mà đúc kết theo Bác ấy thì cả nhà mình như Hà ấy, Hà em cứ đi theo ý chính nhá. Em cứ đi theo từng đoạn một ấy. Em đi theo từng đoạn thì em sẽ ra được cái như Bác ra ấy. Chị hay làm như thế khi đọc sách. Cứ đi từng đoạn một thì hiểu được cái ý chính của cái đoạn đấy là gì. Thì sau em sẽ có một cái khung sườn nó rất dễ cho việc đọc sách với em, để em đỡ phải dài. Chứ nếu mà của thầy có ít thôi mà em làm 2-3 trang thì nó hơi nhiều. Đến thứ 5 rồi đến thứ 7 mình làm nó sẽ vất vả, nó sẽ khó khăn. Còn cái quan trọng nhất thì vẫn là trải nghiệm. Thì Hằng có một trải nghiệm rất lớn và đã chuyển hóa vào trong cuộc sống của mình. Còn anh thì cũng đưa ra cái quan điểm trên cơ sở sách và đưa quan điểm của mình. Thế thì em cũng chỉ có một vài cái đóng góp như thế thôi. Còn lại thì mọi người nên liên hệ thêm. Thực ra thì nếu mà hiểu sâu sắc được 4 cái quy luật tâm linh của người Ấn Độ ấy, thì nó sẽ giải quyết được cả hạnh phúc và cả khổ đau. Thì có thể là anh em mình sẽ tìm hiểu thêm về 4 cái quy luật tâm linh của người Ấn Độ đấy. Chắc là mọi người cũng biết hết rồi phải không?
Quy tắc đầu tiên là bất cứ người nào bạn gặp đúng là người mà bạn gặp. Quy tắc thứ hai là bất cứ điều gì xảy ra, đó chính là điều nên xảy ra. Quy tắc thứ ba, mọi sự đều bắt đầu vào đúng thời điểm. Quy tắc thứ tư, những gì đã qua, cho qua. Đó, bốn cái quy tắc tâm linh của chế độ các bạn về hạnh phúc và cả khổ đau thì mọi người có thể dùng liên hệ thêm. Em xin hết, chỉ có một vài ý kiến thế thôi. Và khi mà đọc kỹ hơn sâu hơn thì sẽ có góc nhìn thêm. Hôm nay để đọc thì chỉ có 5-10 phút để đọc về cái phần hạnh phúc và khổ đau. Thì về sau ấy, sáng nay thì đọc cái phần hạnh phúc thì cũng chia sẻ với anh chị em là ở đây trong cuốn sách đã chia ra thành các cái dạng thức của hạnh phúc. Thì mình để mình nhận diện nó các cái dạng thức của hạnh phúc. Hạnh phúc ở cấp độ thứ nhất, đó là hạnh phúc thỏa mãn về cảm xúc. Tiếp đến một cái cấp độ thứ hai nữa là cấp độ thỏa mãn về ý chí, nó bền vững hơn. Nhưng mà có một cái điểm yếu là cả hai cấp độ này nó đều liên quan bên ngoài. Đấy. Liên quan bên ngoài nhiều hơn. Và cái cấp độ thứ ba ấy là cái hạnh phúc chân thật ấy. Thì nó xuất phát từ bên trong mình. Nó khác nhau như thế. Và nó thành những cái cấp độ đấy thì mình trải nghiệm thôi. Em xin đấy. Chỉ có một vài ý kiến thế thôi. Em có một vài ý kiến. Em thấy cái bài đức chết của bác rất là ngắn gọn mà mọc đi vào cốt lõi từng vấn đề trong sách luôn. Đúng rồi đấy. Nếu mà đọc sách thì nên làm như thế. Chị cũng hay viết ra kiểu như thế. Tức là em học theo cái kiểu như thế này. Thế em đọc từng đoạn một, em sẽ biết được cái đoạn đấy nói về cái gì. Nói về cái gì thì em viết ra cái ý hiểu của em ấy để nó thoát sách một tí ấy. Tức là em sẽ trình bày là cái đoạn này nói về cái gì, ví dụ đoạn này nói về nguyên nhân của khổ đau rồi giải rác ở đâu đấy, nhưng mà em thực hành đoạn trước thì nó dễ hơn, sau đó thì em tóm tắt lại toàn tập thì sẽ thấy được là nó gần như là đi theo cái tiến trình ấy, đi theo cái tiến trình của tứ diệu đế ấy. Nó gần như thế đấy, nếu mà đúng ra là đi theo đúng cái tiến trình tứ diệu đế ấy, thì mình sẽ liên hệ vào tứ diệu đế thì nó dễ. Từng đoạn trước em cứ làm từng đoạn trước là đoạn này nói cái gì, đoạn này nói cái gì, chính là gì, phát nó ra. Thế sau đó thì sau khi em có những cái gạch đầu dòng của cả tất cả các cái đoạn ấy thì em sẽ gom nó lại và em sẽ thấy là nó có theo tiến trình của tiến thể, có nguyên nhân, có và có về về sau là có cả giải pháp đấy. Giải pháp thì thầy lại nói không phải theo tuần tự của tứ diệu đế mà ở trong cả quyển sách, cho nên em phải làm từng đoạn thì nó dễ cho em hơn. À, em cứ làm từng đoạn lên sau rồi khi mà em viết ra hết rồi em có cái nhìn tổng quan về mấy cái trang sách đấy, em có cái nhìn tổng quan một cái thì nó sẽ ra là em sẽ nhìn thấy tứ diệu đế ở trong đấy thì cứ đi theo tuần tự. Chị giữa ơi, giữa cái kim mà chị đang chia sẻ với mọi người ấy, thường em là ví dụ em thường gạch chân vào những cái đoạn hoặc là những cái từ mà em tâm đắc và em thấy nó là cái ý chính trong đấy. Chị em cũng không ghi chép nhiều, ví dụ này trong một cái trang này theo khi em chỉ được có 15 chữ là hết. Đấy là bước một thì đó. Nếu mà làm một cách khoa học thì làm như thế, tức là ban đầu nhá, đọc lướt lại một lần, đọc lướt qua một lần có đó. Những cái gì hay mà nó phù hợp với mình tâm đắc gạch chân hết đi. Vâng. Bước thứ hai đọc lại một lần nữa thì em sẽ thấy được cái nhìn nó khác đi thì em sẽ hướng tới là cái đoạn này nói về cái gì, vẫn là những cái từ gạch chân đấy nó vâng. Mang dấu ấn với em mà, vì là nó đặc biệt với em chưa chắc đặc biệt với người khác. Vâng. Đấy, thì nó lại không hiểu hết cái tinh hoa của cuốn sách được, bởi vì nó chỉ đặc biệt với mình thôi, còn cái điều mà tác giả muốn nói ở đây là gì thì mình sẽ khó để thâm nhập được. Thế nên là cái thứ hai là mình vẫn phải vượt qua ra một chút. Đấy, mình vẫn phải vượt qua là một chút là mình nhìn tổng quan bằng cách là nhìn từng đoạn xem tác giả muốn có thông điệp gì gửi cho mình. Sau khi mà mình tìm được cái thông điệp của từng đoạn, mình sẽ tìm được thông điệp của cả một cái phần đấy luôn. Đấy, khi mà tìm ra cái thông điệp của cái đấy thì cái mà em cảm nhận được ấy chính là cái mà sau này em chuyển hóa được. Cái mà em cảm nhận được chính là cái mà em đưa vào cuộc sống để chuyển hóa ấy. Thì cái mà em tâm đắc ở phần đấy chính là cái mà khi em cảm nhận được cái sự mất mát và em đã đối diện với sự mất mát như nào, em vượt qua sự mất mát như thế nào, thì đó chính là một cách mà em cảm nhận sách. Còn nếu mà như này nhé, theo tiến trình là sắp tới sẽ đúc kết thành sơ đồ hệ thống hóa và trình bày, thì mình vẫn dựa trên những cái tinh hoa của sách đi, thế xong rồi là mình đúc kết lại theo một cái sơ đồ mà mình ưng ý nhất, sau đó là mình trình bày. Thực ra là cái mình chia sẻ cái chính này vẫn
như mình đang làm như này vẫn chỉ là cái từ của mình ra thôi, chứ không phải là đúc kết cả một cái của cái đoạn ở cả của cái mẫu của cuốn sách. Cho nên là cái mà hôm trước anh Vi anh dạy ấy, là cái tiến trình mình đúc kết cả một cái đoạn hoặc là nó đúc kết cả một cái quyển sách. Ừ, đấy theo các bước thế chị thì hay làm theo cái cách đấy, bởi vì chị cứ đọc sách thì chị rất là thích cái kiểu là đọc sách ban đầu ấy, ban đầu đọc có một cái cuốn sách nói về việc là làm nào để đọc sách nhanh, nó có nhiều cái quan điểm để đọc sách nhanh lắm, nhưng mà tổng kết lại chị đúc kết lại chị đọc mấy cuốn sách về đọc sách nhanh thì để mà đọc sách nhanh ấy thì không bằng đọc sách sâu. Thì mình cứ ban đầu là mình phải có cảm tình với sách trước đã, cầm một cuốn sách lên này, đọc tựa đề của nó này, thế sau đó thì mở hết một lượt này, thì theo thói quen ấy, khi mắt mình quen với một cái gì đó và cái cảm giác của mình khi mà quen với ai đó thì mình dễ cởi mở hơn mà. Đấy thì mình sẽ như kiểu là người ta nói là dùng năm giác quan đọc sách, sờ sách, ngửi sách, rồi là cứ vậy lật sách thì cảm giác quen thuộc thì nó đỡ buồn ngủ khi đọc. Thế sau đó thì mình mới thâm nhập vào từng cái đoạn một, để mình đúc kết lại. Mình sẽ có những cái mà mình thích và có những cái mà đến thời điểm hiện tại thì cái tư duy của mình ở thời điểm hiện tại nó phù hợp với những cái đấy, nhưng mà sau một quãng thời gian khi đọc nhìn lại thì nó lại khác đấy. Ví dụ như ngày trước em đọc một cái mẩu truyện cổ học tinh hoa ấy, em bị dựa rất nhiều vào cái phần lời bình của họ đấy, nhưng sau một khoảng thời gian nhất định thì khi đọc lại cái đấy thì nó lại ở một cái level khác, thì lại thấy là mình ứng dụng mà mình liên hệ được những cái mà mình trong kiến thức của mình nó có thì nó lại liên hệ, nó lại khác. Ngày xưa đọc một cái đoạn cổ học tinh hoa chỉ liên hệ được một hai ý thôi, nhưng mà đến bây giờ khi mà mình tham chiếu vào những cái công thức mà thầy đã dạy nên lại liên hệ đến một số tác giả khác thì tự nhiên nó lại sáng, nó lại tự nhiên nó lại thấy là nó có thêm nhiều ý. Cho nên là ngoài việc đọc sách ra thì các anh chị em lưu ý thêm là mình còn phải liên hệ nữa, liên hệ các quan điểm khác nữa và chứ không phải một quan điểm thầy Minh Niệm. Mình liên hệ các quan điểm như anh Đoán có thể liên hệ về hạnh phúc khổ đau theo quan niệm của bên Thiên Chúa Giáo, thế nó sẽ có một cái tương quan hai bên cực kỳ hay ấy. Và nếu mà được chia sẻ thì rất là hấp dẫn luôn. Đấy thì có thể tìm thêm các cái quần khác nhau nữa để liên hệ để có một cái nhìn nó tổng quan hơn. Mỗi cuốn sách đều là quan điểm riêng của tác giả mà. Đạo bên bên công giáo anh thì cái hạnh phúc ấy, thì mình được dạy là con người mình, tức là trong con người mình là được nếm trải cái hạnh phúc, tức là con người luôn thèm thèm khát hạnh phúc và luôn đi tìm hạnh phúc. Và hạnh phúc được trả lời ở bên bên anh theo Kinh Thánh, theo giáo lý thì là chỉ khi nào mình trở về với Chúa, là kết hợp với Thiên Chúa thì mình mới tìm được hạnh phúc thực sự trọn vẹn. Còn ở nơi trần gian này thì tất cả mọi thứ mình chỉ dùng cái cuộc sống trần gian để làm việc phương tiện, để mình tu luyện để làm sao mà đạt được cái sự kết hợp với Thiên Chúa, thì khi đó là mình có hạnh phúc viên mãn. Thế thành ra là cái câu trả lời là về hạnh phúc thì sẽ không có hạnh phúc nào mà bền lâu được ở trần gian này, cho dù tìm linh quân nó chư, khi nào mà con người mình trở về kết hợp với Thiên Chúa thì mình sống yêu thương, sống kết hợp với Thiên Chúa, thì khi đó là mình mới bắt đầu trở về với hạnh phúc đích thực của mình. Vì con người của mình luôn đang khao khát, bởi vì hồi bản chất con người mình được sống trong hạnh phúc, được nếm được cảm hạnh phúc rồi, thì sẽ là khi con người mình luôn luôn khao khát tìm về nó. Thế còn cái khổ ở bên 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 tôn giáo mình, bên giáo lý mình thì thực tế thì trong giáo lý một trong cái cuốn mọi người có thể xem, cái cuốn mà cuộc đời Chúa Giêsu, thì cái người mà Thiên Chúa xuống để cứu chuộc loài người, chuộc tội loài người ấy, thì sống xuyên qua một cuộc đời mà cũng gọi là khổ giá cuối cùng là bị đóng đinh. Thì bởi vì thì cái khổ ở bên bên công giáo mình là được coi là một cái chặng mà cần thiết để mình phải vượt qua con đường đấy để mình tìm về hạnh phúc được. Con người nếu mà gạt tránh cái đau khổ đi mà tìm cái lạc thú ở trần gian này thì cái đường đấy không trở về được hạnh phúc, không tìm thấy hạnh phúc được, bắt buộc phải trải qua cái con đường mà khổ giá, chấp nhận những cái đau khổ với một cái tâm thế đón nhận và vượt qua, biết ơn những đau khổ đó, thì chỉ khi nào mà con người đi theo con đường ấy thì vẫn trở về được với hạnh phúc. Thực ra là khi anh em mình chia sẻ về cuốn sách này thì mình cũng không dám đi ra
nó xa cái con sách quá. Cơ bản ấy giờ mình đang là phân tích sách, thì ra là mình cũng không có đưa được những cái quan điểm góc nhìn nó xa cuốn sách quá, bị lệch đề là mẹ. Không, nhưng em thấy như thế rất tuyệt vời, tại vì nó như thế nó mới là đa chiều. Thực ra là như thế nó mới là đa chiều, và ngoài cái sách ra thì mình cũng đã đọc rồi, nhưng mà những cái kiểu đa chiều như thế thì nhìn những cái quan điểm bên khác, bởi vì là cũng không có đúng có sai mà, nó cũng chỉ là cái quan điểm thôi mà, nhưng mà nhìn được đa chiều như thế thì đến lúc mình chuyển hóa và mình suy ngẫm vào bản thân nên nó tốt. Và nếu mà ở trong cái bài tập sắp tới anh cứ chia sẻ cái quan điểm về hạnh phúc của đau ở bên Thiên Chúa giáo nhé, thì em đánh giá cực cao cái phần đấy. Thật sự đó, vì là nó sẽ khác biệt, nó có sự đa chiều và nó sẽ sự khác biệt. Chắc là sắp tới xong cái các cái tiêu chí em cũng sẽ đề xuất mọi người là bổ sung thêm cái phần liên hệ điểm và cái phần 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 đa chiều đấy, nó ở cái mức độ điểm nhất định. Đây thì trước anh có thấy ở bên mà tổ chức có đề cập đến là mình không có đề cập nhiều đến tôn giáo gì đấy, thì thực ra là không có, tức là mình đang ở quan điểm mà nó chuyển ngữ thành kiểu đời hơn so với nếu mà mình dùng những cái góc nhìn hay những cái ngôn ngữ mà nó mang tính chất tín ngưỡng quá, thì nó vào đây nó lại sợ mọi người không có cái góc nhìn nó tổng thể, hoặc là cái thông tin mình đưa ra nó không đủ, có thể là mình sẽ sót cái gì đấy thì sẽ sinh ra cái sự hiểu lầm hoặc là cái sai hiểu sai gì đấy. Thì anh thấy ban tổ chức cũng có nhắc nhở là không có bàn nhiều về tín ngưỡng hay gì đấy, hay là anh hiểu sai, không biết được, anh thấy có cái phần nhắc nhở ý không? Mình không đi sâu ạ, mình chỉ là đưa ra cái quan điểm chung nhất thôi, mình không đi sâu phân tích, cũng không nói rõ, bởi vì ở đây thầy để tránh cái việc là liên quan đến việc tín ngưỡng và liên quan đến việc nhạy cảm chính trị, thầy chẳng bao giờ nói đến chuyện là đạo Phật thế này đạo Phật thế khác, mà cũng trong đấy cũng chẳng có liên quan gì tôn giáo gì cả, chẳng phải quỳ lạy ai cả, cũng chẳng phải làm gì cả, đây chỉ là một cái mà thầy đúc kết lại được từ Đức Phật đã dạy ra bao nhiêu nghìn năm trước và ứng dụng cuộc sống thôi, cho nên là không sao cả, nên là nó cũng là một quan điểm thôi, chứ anh cũng không đi sâu phân tích gì cả, nhưng mà anh đưa ra góc nhìn như thế thì rất thế chính là anh mong muốn là mình chuyển thể được cái ngôn ngữ ở cái giáo lý của công giáo, nó làm sao mình chuyển ngữ nó thành cái cách như kiểu là bên BK đang nói về, rõ ràng là nói về đạo Phật, chứ nhưng mà cái cách nào đấy mình nghe nó vẫn dễ tiếp thu, nó là cái gì đấy người ta chuyển đổi nó thành một cái ngôn ngữ nó đời hơn, nó gần gũi hơn. Thế anh thấy là ở bên anh thì những cái bài học ở trong giáo lý thì nó sâu lắm, sâu lắm, cách cơ bản là mình không nói theo cái cách đời được, mà mình nói theo cái cách mà tôn giáo quá thì sẽ rất ít người ta chấp nhận, người ta hay bị những cái thành kiến, cái định kiến ấy. Thế thành ra là để mình mà nói theo cái ngôn ngữ mà kinh thánh, mà mình cứ nói kinh thánh là có nhiều người ta khiếp luôn, người ta biết cái gì, người ta thấy nó cái gì đấy, tâm linh nó bền bí hay cái gì đấy, người ta sợ là bị bùa chú hay cái gì đấy, đúng không? Thì ra là khi nào sao mình nói được một cái bài học trong đấy, mình chỉ được ra cái cách nào đấy mà nó phải đời, nó phải gần gũi, nó phải dễ chấp nhận được, thì anh mong muốn mình làm được điều đấy, nhưng mà do là mình cũng đang mày mò học, nhưng mà chưa biết làm thế nào để có thể nói một câu chuyện, một bài học ra mọi người có thể dễ nghe, dễ chấp nhận được. Em có thấy là cái hướng suy nghĩ đấy của anh rất là tuyệt vời, chuyển vào đời và nó lại phù hợp rất là tốt. Thằng em nói đi, nãy thấy thằng có ý kiến. Vâng, thì em thấy cái vấn đề đây là cũng là chỉ là chuyển ngôn ngữ thôi. Vì thầy cũng đã nói mà, nếu mà đạo Phật nên nếu mà theo ngôn ngữ của bên đạo Phật, theo cái ngôn ngữ mà các thầy tu luyện ấy, thì mà nếu nói ra đời sống thì mọi người sẽ hiểu nhầm. Nhưng mà cái chính là mình chuyển như thế nào để đưa đạo vào đời, thì em nghĩ là cũng là đưa bên anh là bên Kinh Thánh đúng không? Đây là đạo Công giáo. Đấy, đưa Kinh Thánh vào đời. Kinh Thánh. Đúng rồi, đấy. Cái chính đó là mình chuyển ngữ để sao cho nó phù hợp với cái cuộc sống, với cái con người như anh em mình, những con người bình thường như anh em mình đấy, vấn đề nó chỉ là chỗ đấy thôi, chứ còn em thấy ý kiến của chị Dữ như thế là rất là hay, mình nên có cái góc nhìn cũng là những cái chia sẻ đa chiều hơn để sao mình có thể ứng dụng vào cuộc sống.
vì tất cả đều là để làm sao mà để cho cái con người mình chuyển hóa thôi mà. Đúng đó hả ơi. Thôi có khi anh em mình phát zoom phải không? Đây, rồi Ok. anh Nguyên ạ. Chào cả nhà. Ôi cả Xin nhà. Đâu, chào. xin chào cả nhà nhé. Chào cả nhà. Cảm ơn mọi người. Chào cả nhà mình.